Theo báo cáo bán hàng của VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, kết thúc tháng 9 năm 2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, bao gồm 17.213 xe du lịch, 7.625 xe thương mại và 513 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 24%, xe thương mại tăng 21% và xe chuyên dụng tăng 36% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily cùng điểm qua 10 mẫu xe có doanh số tốt nhất. Mẫu xe bán chạy nhất thị trường vẫn tiếp tục thuộc về Toyota Vios khi cán mốc 2.338 xe. Đầu tháng 8 vừa qua, Toyota Vios 2019 chính thức được giới thiệu người tiêu dùng Việt Nam với những nâng cấp về thiết kế, trang bị tiện nghi và hệ thống an toàn. Toyota Vios tiếp tục gây sức ép liên tiếp lên các đối thủ trong cùng phân khúc và cũng là dòng xe có mức giá cao trong phân khúc, khi có mức giá bán từ 531 triệu cho bản Vios 1.5e MT, còn bản Vios 1.5G CVT có mức giá 606 triệu đồng. Mặc dù có giá bán không hề cạnh tranh với các đối thủ, nhưng về căn bản, Vios được thiết kế theo phong cách trung tính, đứng đắn và phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Xe được đánh giá là mẫu xe vừa tầm với một mẫu xe đô thị và cũng không quá nhỏ bé khi di chuyển trong nội thành. Bán kính vòng quay 5,4m dễ dàng xoay sở trong các con phố. Tuy nhiên, với khoảng sáng gầm chỉ 130mm thì Vios có phần thua kém so với Accent hay Seat. Điều này khiến Vios phần nào thua thiệt hơn hai đối thủ ở khả năng leo lề cũng như đường xấu vì độ ồn phát ra từ sỏi đá bắn lên gầm xe với âm thanh khá rõ. Với ưu thế lớn về thương hiệu thì Vios bỏ xa mẫu xe ở vị trí thứ hai. Với vẻ ngoài nhỏ gọn cho khả năng linh hoạt di chuyển trên đường phố đô thị cùng với giá bán thấp, phù hợp với thu nhập của đa số người Việt, phân khúc hạng A tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 vừa qua có Hyundai Grand i10 là mẫu xe đã lọt vào vị trí thứ hai với doanh số 1.572 xe. Hyundai Grand i10 có mức giá bán đề xuất từ 315 triệu đồng. Và bây giờ, mời các bạn điểm qua danh sách các mẫu xe có doanh số tốt và vượt mốc 1.000 xe trong tháng 9 vừa qua. Tiếp theo vị trí thứ 3 là Hyundai Accent 1.305 xe. Vị trí thứ 4 là Toyota Innova 1.259 xe. Vị trí thứ 5 thuộc về Kia Cerato 1.189 xe. Còn vị trí thứ 6 là Toyota Fortuner 1.165 xe. Vị trí thứ 7 là Mazda 3 975 xe. Vị trí thứ 8 là Honda CR-V với doanh số 867 xe. Vị trí thứ 9 là Honda City 858 xe. Còn vị trí cuối cùng là Mazda CX-5 851 xe. Trong tháng 9 vừa qua thì Honda CR-V đã vượt qua Mazda CX-5 để chiếm lấy vị trí số 1 trong phân khúc của mình và đứng vị trí số 8 trong top 10 xe bán chạy nhất. Hai mẫu xe Mazda CX-5 2018 và Honda CR-V 2018 thực sự là kỳ phùng địch thủ khi cạnh tranh khốc liệt về thiết kế nội thất, ngoại thất cho đến trang bị. Cả hai đều toát lên vẻ trẻ trung dù phong cách có phần khác nhau. Những hình ảnh mới nhất của Mazda CX-5 cho thấy đường nét thiết kế mỏng và sắc sảo hơn, song vẫn duy trì được hơi thở của ngôn ngữ thiết kế Kodo đầy sống động. Trong khi đó, bản Philip mới nhất của Honda CR-V cũng được tăng cường các chi tiết hầm hố, những điểm lạ mà quen như lưới tản nhiệt, bộ la răng hay đèn hậu LED thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng khi tiến vào không gian nội thất thì CR-V có một điểm cộng lớn bởi sở hữu cấu hình 5+2, mặc dù hàng ghế thứ 3 chỉ nên dành cho trẻ nhỏ. Xét về công nghệ an toàn thì cả hai mẫu xe Mazda CX-5 và Honda CR-V đều trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu như chống cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến trước sau, hỗ trợ đỗ xe và camera lùi. Lắp đầy đủ 6 túi khí và tích hợp tính năng khóa cửa tự động khi vận hành, nâng cao tính an toàn cho cả người lái và hành khách. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like và share video này. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.